Rất hân hạnh được gặp lại các khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Ba Hưng, bán nhà Gò Vấp Tân Bình cũng như là website nhà đất bahưng.com. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố với diện tích là ngang 3m8, độ dài là 15m và được xây dựng với kết cấu là một trệt một lầu và đang được giao bán với giá cực rẻ thôi, chỉ có 3 tỷ 850 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh với cửa hàng nào thiện chí nha. Một căn nhà phố rất cao cấp, một căn nhà xây mới năm 2019. Thì đầu xuân năm mới thì nhà đất Ba Hưng cũng thay mặt gửi lời chúc đến tất cả quý hàng đã theo dõi kênh YouTube nhà đất Ba Hưng cũng như website nhà đất bahưng.com và chúc quý khách hàng có một năm mới thật là thành công và hạnh phúc. Và hãy ghé thăm đến kênh YouTube và cũng như website nhà đất Ba Hưng nha. Một căn nhà phố rất cao cấp này, với diện tích rất lớn, 3m8, dài 15m và được xây dựng với kết cấu một trệt một lầu, gồm có một gala xe hơi cũng như là phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, ba toilet, ban công và giếng trời. Nhà này thì thuộc hướng là hướng nam nha quý khách hàng ơi, phù hợp với những người thuộc hướng đông tứ trạch. Và đây là khu vực con hẻm trước nhà mình này, một con hẻm có độ rộng lên tới 5m và là một con hẻm thông đường Lê Văn Thọ, cách trục đường chính Lê Văn Thọ chỉ chừng khoảng 50m đi bộ thôi và nằm sát bên công viên làng hoa, cách công viên làng hoa khoảng 200m và gần với các trung tâm thương mại, siêu thị cũng như là bệnh viện Gò Vấp luôn. Đây là con hẻm thông nha các bạn ơi, một con hẻm thông ra đường Phạm Văn Chiêu cũng như là đường Lê Văn Thọ, đường Cây Trâm luôn. Đây là khu vực phòng khách của căn nhà này. Khu vực phòng khách của căn nhà thì rất dài tới 6m. Chúng ta có thể để được một chiếc xe hơi ở đây luôn. Phòng khách được trang trí rất là hiện đại, rất đẹp luôn. Thì bước vào căn nhà thì gia chủ làm hai lớp cửa cuốn bên ngoài. Chúng ta có thể thuận tiện bấm đầu bót nó lên xuống bằng đầu bót thôi. Và có một chiếc cửa nhôm Sifa nha. Cái cửa nhôm Sifa rất đẹp luôn. Căn nhà xây mới đầu 2019 và đang được giao bán với giá rất rẻ thôi, chỉ có 3 tỷ 850 triệu đồng. Còn thương lượng với quý hàng nào thiện chí nha. Đây, cùng theo Trinh Hưng bước vào khu vực bên trong căn nhà này. Một căn nhà với diện tích ngang 3m8, độ dài là 15m. Phía trên trần thì được gia chủ làm một lớp thạch cao và có một chiếc đèn chùm rất đẹp luôn. Và hệ thống đèn chiếu sáng. Căn nhà được phối màu tông màu trắng và được len tường bằng gạch màu trắng rất đẹp luôn quý hàng ơi. Với những đường len họa tiết rất trang nhã, rất bắt mắt luôn. Phù hợp với những gia đình có 1 đến 2 đứa con hoặc cặp gia đình trẻ mới. Căn nhà phố rất đẹp. Cùng Hưng theo Trinh Hưng bước vào khu vực bên trong căn nhà nha. Căn nhà thì có hướng là hướng nam nha, phù hợp với những người thuộc hướng đông tứ trạch. Đây là khu vực cầu thang này. Khu vực cầu thang thì được gia chủ ốp một lớp đá hoa cương màu đen. Và tay vịn là gỗ cam xe, kính cường lực 1 ly, 10 ly. Bên trên thì được làm một chiếc tiểu cảnh để đồ lưu niệm nha. Chiếc kệ rất đẹp luôn. Hưng sẽ quay ngược lại khu vực phòng khách này. Rất đẹp, thiết kế rất là đẹp theo phong cách những căn nhà phố giá rẻ đầu năm 2019. Đây là khu vực phòng bếp nha quý hàng ơi. Khu vực phòng bếp của nhà mình thì được gia chủ ốp một lớp gạch 80, cũng như phòng khách cũng được ốp một lớp gạch 80 màu trắng, tông màu rất hiện đại, rất trang nhã luôn. Và được tặng một bộ tủ bếp bằng gỗ sồi. Trên là được ốp đá hoa cương này,
và dán kính lên trên len tường luôn, rất sạch sẽ. Đây à, phía đây là được à, thiết kế rất hay luôn, được thiết kế chừa lại để tủ lạnh này, đã có ổ cắm. Đây, căn nhà phố rất đẹp luôn. Ở đây là khu vực giếng trời. Khu vực giếng trời của chúng ta được thiết kế một bồn rửa tay và một chiếc gương soi, và được ốp gạch lên cao hết tường luôn. Phía trên thì có vách ngăn rất hay luôn, giếng trời rất rộng với ánh sáng và gió tạo sự thông thoáng trong căn con nhà nha. Đây là khu vực nhà vệ sinh phòng ngủ, nhà vệ sinh tầng trệt này, nhà vệ sinh rất rộng luôn quý hàng ơi, và có một lớp cửa nhôm xin va nha. Quý khách hàng xem video thì nhớ đăng ký kênh ở khoảng 20 giây cuối video nha. Tôi sẽ đặt mục đăng ký kênh ở góc bên tay phải màn hình của quý hàng nha. Mời quý hàng bước lên khu vực phòng ngủ. Nhà này thì có hai phòng ngủ, ba nhà vệ sinh. Phù hợp với những gia đình có khoảng 4 5 người, gia đình khoảng 1 đến 2 thế hệ thôi. Có hai phòng ngủ và phòng khách thì rất rộng, có thể để được xe hơi. Mình thấy thì ít có nhà nào có giá dưới 4 tỷ mà để được xe hơi đây đâu. Căn nhà rất rẻ và được xây mới, thiết kế nội thất rất đẹp. Và nhà này thì được tặng hai chiếc máy lạnh luôn, hai chiếc máy lạnh mới rất là cao cấp. Cùng hướng bước vào khu vực phòng ngủ số 1 này. Bước vào khu vực phòng ngủ số 1 thì được gia chủ làm một chiếc cửa bằng gỗ sồi với đường gỗ rất đẹp luôn, và được ốp một lớp gạch màu trắng 80, phía trên thì được sơn nước màu trắng nha, và bên trên thì được dán thạch cao rất đẹp luôn. Căn nhà phố giá rẻ chỉ có 3 tỷ 850 triệu đồng thôi, còn thương lượng với cái hàng nào thiện chí nha. Chúng ta có thể thuận tiện mua để ở, mua để mở văn phòng công ty, một đầu tư luôn, vì căn nhà này rất rẻ luôn quý hàng ơi. Một diện tích cực khủng, ngang 4, ngang 3,8 m, độ dài là 15 m, và chỉ có giá là 3 tỷ 850 triệu đồng thôi. Đây là khu vực nhà vệ sinh phòng số 1 này. Phía trên là khu vực giếng trời rất là mát luôn. Nhà xây mới đầu hạ năm 2019. Hôm nay bà Hương rất vinh dự được gửi đến quý khách hàng căn nhà này, căn nhà phố giá rẻ. Cùng hướng bước vào khu vực phòng ngủ số 2 này thì cũng được làm một chiếc cửa bằng gỗ sồi. Chiếc cửa bằng gỗ sồi rất chắc chắn luôn. Cũng được ốp một lớp gạch 80, một lớp gạch màu trắng rất đẹp, tông màu rất sáng, và sơn nước màu trắng này. Màu sơn rất trang nhã, rất hiện đại. Cũng có một chiếc máy lạnh mới. Đây, có rèm cửa, có cửa sổ ra phía trước và có khoảng 1,5 m ban công nha. Đây, căn nhà phố rất đẹp, nằm trong một con hẻm thông thoáng. Con hẻm có độ rộng 5 m. Con hẻm thông đường Lê Văn Thọ, thông ra đường Cây Trâm, đường Phạm Văn Chiêu, và cách công viên làng hoa chỉ 200 m đi bộ thôi. Quý hàng xem video thì nhớ đăng ký kênh để bá Hưng có động lực để làm những video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.